Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thống Nhất mới đây tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo quy hoạch tỉnh Đồng Nai trên địa bàn huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị, đa số các đại biểu nhất trí với dự thảo quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn. Đồng thời, có một số ý kiến cho rằng cần bổ sung quy hoạch một số diện tích đất thương mại dịch vụ tại vùng cây ăn trái tập trung để tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái vườn. Các dự án được đưa vào quy hoạch cần triển khai theo đúng lộ trình, tránh để xảy ra tình trạng quy hoạch treo, gây ảnh hưởng đến người dân. Sớm triển khai các tuyến đường huyết mạch để phát triển huyện. Những kiến nghị của các đại biểu sẽ góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, đồng thời phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.